Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Bất ngờ Hyundai Tucson 2022 lộ ra 4 phiên bản sắp bán tại Việt Nam, đặc biệt hơn cả là có dẫn động 4 bánh. Cụ thể, những thông tin này xuất hiện trên website của Cục Đăng Kiểm Việt Nam với các phiên bản tương tự như bản tiền nhiệm đang bán tại nước ta bao gồm bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt, 1.6 tăng áp và phiên bản máy dầu 2.0. Ngay lúc này, như quý vị đang thấy ngay trên màn hình là mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Tucson 2022 với 4 phiên bản. Với mức tiêu thụ nhiên liệu này thì có sự thay đổi so với bản tiền nhiệm đang bán trên thị trường. Như vậy có thể nhận định rằng mẫu crossover của Hyundai có thể sẽ sử dụng mã động cơ mới thay vì động cơ cũ như thế hệ trước. Bên cạnh đó, thông tin cho thấy phiên bản 1.6 lít còn có tùy chọn AWD dẫn động 4 bánh. Đây là điểm cải tiến và lợi thế lớn khi mẫu xe này được ra mắt. Các đối thủ trong phân khúc như CX-5 hay CR-V chắc chắn sẽ rất quan ngại. Bên cạnh đó, tại nước ngoài còn có thêm phiên bản hybrid cùng với động cơ xăng 1.6 lít đi kèm với động cơ điện chưa rõ thông số cho ra công suất 230 mã lực, mô men xoắn 350 Nm, hộp số 8 cấp. Như vậy có thể thấy tại thị trường Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn so với Hyundai Tucson 2022 được ra mắt tại Campuchia với một phiên bản 2.0 lít, công suất 153 mã lực, mô men xoắn 192 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hộp số 6 cấp. Mặc dù có thông tin đăng kiểm xe nhưng chưa có xác nhận chính thức về việc xe sẽ được phân phối hay mở bán. Quay trở lại với chiếc Hyundai Tucson 2022, điểm lại về ngoại thất được làm mới hoàn toàn. Cụm lưới tản nhiệt hầm hố được làm dạng tam giác xếp chồng lên nhau. Cụm đèn chiếu sáng cũng được làm liền khối với lưới tản nhiệt, tạo hiệu ứng thị giác giúp phần đầu xe liền mạch hơn. Cụm đèn khác được đặt xuống phía dưới cách làm tương tự như trên đàn anh Hyundai Santa Fe. Theo các trang nước ngoài thì đưa ra thông số Hyundai Tucson 2022 sẽ có thông số kích thước tăng lên so với phiên bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở tăng lên. Điểm đáng chú ý hơn là thể tích khoang hành lý phía sau được tăng lên từ 218 lít lên 1.096 lít. Sự thay đổi mạnh mẽ cho thấy Hyundai Tucson 2022 nếu được đưa về sẽ chiếm ưu thế lớn và chắc chắn sẽ có doanh số ấn tượng. Nhìn sang thân xe có thể thấy Hyundai Tucson 2022 mang dáng vẻ cơ bắp với nhiều khối đa giác xếp với nhau. Có thể thấy ngôn ngữ thiết kế này chưa từng có trên các mẫu xe của Hyundai. Mọi chi tiết các cạnh đều được làm rõ rệt. Các chi tiết khác như phần ốp nhựa ở vành bánh xe được làm vuông vức, phù hợp với tổng thể khỏe khoắn của xe. Cụm đèn hậu cũng được làm mới tạo hình lưỡi liềm kép nối liền với nhau bằng dải led đỏ. Chi tiết khác như cản sau cũng được cách điệu với họa tiết kim cương. Tổng thể xe mới lạ, gây nhiều chú ý trong suốt thời gian vừa qua. Người dùng tại nước ta cũng rất đặc biệt quan tâm mẫu xe này và mong chờ sớm được ra mắt. Về nội thất như các phiên bản tại nước ngoài thì được trang bị tương đối nhiều option bên cạnh cách thiết kế mới lạ của mẫu xe này. Đập ngay vào mắt người nhìn là màn hình giải trí trung tâm hơn 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Màn hình thông tin trước mặt người lái dạng kỹ thuật số, có thể thay đổi giao diện và tùy chọn các chế độ lái như Eco, Comfort, Smart, Sport. Ngay cả nút bấm tùy chỉnh khu vực điều hòa cũng được chỉnh trên màn hình thay vì dạng nút bấm như trước, tạo sự liền mạch so với màn hình giải trí trung tâm. Cách làm của Hyundai Tucson 2022 cũng tương tự như trên mẫu xe Hyundai Santa Fe mới. Bệ tì tay cũng được làm liền mạch, vô lăng thể thao cũng là điểm khác biệt so với các mẫu xe cùng phân khúc. Ngoài ra một số trang bị khác như sạc không dây, cửa sổ toàn cảnh, đèn nội thất 64 màu. Tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua thì Hyundai Tucson được các đại lý giảm giá từ 70 triệu đồng tùy từng phiên bản. Đây là chính sách của các hãng trong dịch và sau dịch để vực lại doanh số và cũng có thể là thúc đẩy số lượng xe để đưa mẫu mới về ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 9 vừa qua thì Hyundai Tucson vươn lên với doanh số đứng đầu phân khúc crossover hạng C với 485 chiếc được bán ra. Trong khi đó CR-V vượt được Mazda CX-5 một tháng, đánh mất vị thế với vị trí thứ 3 168 chiếc. CX-5 bán ra với 339 chiếc với vị trí thứ 2. Nhìn chung nếu Hyundai Tucson đưa về và sớm ra mắt thì sẽ có lợi thế cực lớn. Thứ nhất là mẫu xe này đang được người Việt ưa chuộng về kiểu dáng, lượng trang bị hay mức giá cũng hợp lý, thấp nhất so với các đối thủ. Quý vị thấy sao về chiếc Hyundai Tucson 2022? Quý vị có mong chờ gì về lượng trang bị hay giá bán? Hãy để lại bình luận ngay phía dưới. Đừng quên like, share, subscribe, ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại!